Cái này bự tốn một bình khi nái mà không bự, không thấy. Quả vậy. Nhìn cái gì phải là nhìn gần đừng nhìn xa quá. Wow, đó thấy không? Cái này là siêu to luôn nè. Wow. Siêu to khổng lồ nè. Cái này. Cái này ông Thu Lâm Môn thấy nè. Wow, đã. Wow, đã. À. Có chừng nè, mấy cây đúng không? Quá trời trà luôn à. Yếu rồi. Chào các bạn. Chào cả nhà. Ô đây đựng trái nè. Có. Ồ qua mới vô thấy vậy ta. Ừ. Đây nó nè. Ô. Thôi mình chào các bạn luôn rồi mình hái. Thì hai chồng mình với đe quay đã ra xe rồi, trở vô gần chỗ này để kiếm thêm mớ nữa. Mà mới vừa mà bước vô lại thấy nấm mông gà nữa các bạn. Chắc năm nay lại bội thu nấm mông gà nữa rồi. Ờ, chắc ở chỗ này, cái đồi này nó gần cái suối đó. Cho nên nó ẩm ẩm, mà ẩm thì nấm mông gà nó lên rất là nhiều. Dạ thì hôm nay thì đi kiếm nấm tùng nhung chưa có. Nhưng mà mông gà thì chắc nó thường thường nó sẽ lên sớm hơn nấm tùng nhung. Ừ. Cho nên hôm nay vợ chồng mình thì cũng hái mông gà rất là nhiều. Mà nấm mông gà thì ăn cũng rất là ngon. Nếu mà nhiều quá thì mình phơi khô bớt các bạn để cho anh ăn ha. Ok, thôi vậy mình hái cái này không? Thôi mời các bạn theo dõi ba anh em mình đi hái nấm mông gà, ha các bạn. Thì tại bây giờ nấm tùng nhung chưa có. Đây chỗ này nè các bạn. Ở đây cũng u nè. Ngon không? Wow, ngon quá nè. Quá trời đã luôn, đây nữa nè các bạn. Mấy nấm chỗ này ngon không ha? Ủa. Bự mập lắm à, mà điều nó lùn thôi. Rồi, còn chỗ nào nữa không em? Hồi nãy trên đây mình thấy, ở đây nè anh ơi. Không biết phải không, thấy nó u u. Ồ, rồi phải rồi. Ở mé ăn trước nữa kìa. Dạ. Wow, quá trời đã luôn. Ồ, cái này ngon nè. Đây nè các bạn. Đi qua có không? Có, cái này nhỏ xíu à. Sao nhỏ xíu vậy? Ai. Ồ, đây nữa nè. Wow, này ngon nè. Cái này ngon nè. Wow, còn không? Rồi, hết rồi. Thì đi vòng vòng coi. Cái này có không? Ở đây nữa nè. Ô, sao anh lắc qua mà. Cái camera qua mà không thấy. Cái này không biết. Ồ, hư rồi. Hư rồi. Ô đằng đây nữa nè anh ơi. Ô u u nè. Ô đây nữa nè em ơi, chỗ này trước đi. Đâu? Nè. Trời đất ơi. Sao? Trời ơi. Cái này ngon nè. Ừ. Quá trời đã luôn. Wow. Wow, à, thằng bự luôn. Đó, còn chỗ này nữa nè các bạn. Nè, cái này mới khiêu ngợi nè. Anh quay bằng cái này cái nó. Sao? Anh quay nó sát vô ngó nó đẹp hơn. Vậy hả? Rồi. Còn chỗ nào nữa không? Tạm thời thì hết rồi. Đó, đứng ngay chỗ này cái lo bỏ cái camera, set up camera đầu loại các bạn thì thấy được cái nữa nè. Đã quá ha. Từ trong à. Mới vô cũng mới. Đi thẳng qua đây luôn rồi.
Anh đi ra đó hay em đi đây? Em ơi, chỗ này nè, có nè. Nhiều không? Cũng được 2-3 cái nhìn nè. Nè, cũng u nhiều lắm nè. Hay vậy, em mới đi qua đó. Mới đi qua mà u như vậy không thấy đó. Ờ, này đi ngã kia. Chỗ này nữa nè. Hơi khô. Hơi khô, sao đó? U này nữa không? Thấy u nhiều lắm, thôi để anh ngồi đây luôn. Dân à, lời thấy ghét không? Ta nhiều mà. Chỗ này luôn. Đi gần lại, gần lại tới anh là có. Là có thu hoạch à. Ở bên kia nữa kìa. Thấy à, chưa tờ. Chắc hái đây trước đi. Mong quá. Đây nữa nè. Ha, thấy không? Ừ, thì anh thấy u mà. Không biết là năm này anh thấy u là nó u à. U là có. Vậy mốc là u nắm không, nắm tùng nhông đi. Ừ. Đây luôn. Các bạn thấy u ở bên đó không? Ngồi ở này giống như nấm phơi khô luôn nè các bạn. Chỗ này tại vì nó lậu thiên đó, nó khô. Không phải. Cái đó ngon á, bên đây luôn. Đây luôn nè. Hai cái á. Này à. Ừ, chỗ tay cái em á mới kêu kêu á. Dưới này. Đây nè các bạn. Phải này không? Ừ. Có đá. Vậy là phải không mọi người? Đây nè. Rồi qua bên kia luôn. Làm cây mấy cái này mà nó bị khô quá. Không, cái góc ngon lắm này. Đó đó. Nè, thấy không? Rồi qua bên cây nhỏ. Khô. Đá. Này, phải không? À. Hơi khô rồi, bỏ đi. Hơi khô. Ở đây. Cũng ngon. Ok. Nào qua đây nè. Cái này bự nè. Đây nè các bạn. Cái này trước đi. Là lên cái bự sau. Phải cho nó không? Đó luôn á. Đây luôn. Cái nãy em thấy trên nó bự như tổ mẹ đâu mà ta. Để lên trên đây kiếm ra. À, ngay chỗ cây á. Có. Nhỏ nhỏ. Bên đây nè, cái bự bên đây nè. Đâu? Đó. Ồ, đây hả? Dưới bên đây. Bên đây nữa nè. Này, chỗ này nó bị khô hết rồi. Ồ, kia nữa kìa. Đây là đi ra ngoài. Rồi, cái này luôn. Ờ, hái là đau lắm đó. Chỗ này u dữ lắm. Mà nó bị hơi khô một chút. Ngon lắm ạ. À. Vậy chứ là ngon dai lắm. Ờ, hái đi. Đó. Rồi, tới tiếp tục chỗ này. Ồ, đây nè. Mập lắm à. Cái này mà nó ướt cái nó lên nó mỏng nó tươi đã. Đây luôn. Dạ.
nhớ tên không nè. Phải không? Cứng quá. Không phải, đá. Rồi, hết rồi không? Hết rồi. Đó, 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 em. Đâu? Đó. Ồ, ờ, không thấy luôn hết ta. Cho nhìn đằng kia kìa. Cái này bự tốn một bình khi nái mà không bự, không thấy. Quả vậy. Nhìn cái gì phải là nhìn gần đựng, nhìn xa quá. Wow, đó thấy không? Cái này là... siêu to luôn nè. Wow. Siêu to khổng lồ nè. Cái này. Cái này ông Thu Lâm Môn thấy nè. Wow, đã. Wow, đã không các bạn? Bự nhiều miếng ngon nè. À, còn nữa không? Đi qua kiếm có cái bự quá kìa. Đây đó, đây nè. Đây đó nè anh. Thì cái ổ này là của ông Thu Lâm Môn thấy mà. Solomon nhảy bén lắm. Trời, tự khen. Trời, người ta ai khen, không ai khen nó đâu. Tự khen. Wow, cái nấm trắng nõn luôn. Ngon không? Mua hào đây nó nè, đầy luôn kìa. Đi ra qua chết hái mà. Một đống bánh rồi coi. Ngon không à? Hình như chỗ sau mé bên hông em có u. Đây nữa nè. À, lại, ngay chân. Nè anh đâu rồi? Đây nè. Đây nữa nè. Chân. Để hái này trước đi. Đã không? À, không ngon. Ô, cả bên kia nữa cả. Wow, đây nữa nè. Đã không à? Khỏi cần phải đi xa. Ở bên... gần bên ta. Gần bên ta. Ở bên dách. Wow, thấy cho đó có cái u bự quá. Cái bạc của ông Thu Lâm Môn. Cái nào? Ngay đất ổng kìa. Đây nè. Ừ. Nó u vậy đó các bạn. Đây nè, cái này u nè. Ngay đít ổng kìa. Để coi chắc hai cái đó đi. Cái đít đít ông Thua Lòng Môn lúc nào cũng u bự không à. Đít ông đít ông Thua Lòng Môn không ngon rồi. Nè, chỗ này nữa nè, thấy không? Ở đây nữa nè, có đây quá. Wow. Nè, nè đá. À, cái này nhỏ. Có chân, cái chân chỗ đó đó. Chỗ đó để cho anh chắc hái đây. Đây nữa nè. Đây luôn. Thấy có cái u bự không biết phải không kìa. Đó là tùng nhung á. Đây nè các bạn, cái u này nè. U này là lên nè. Nếu chắc. Mà nếu có một ẻ á. Có chắc ẻ. Trời ơi, hai cái à. Thấy không? Ông nông dân ý, ông nói ông nông dân giỏi đó. Ừ. Rồi. Hết rồi. Rồi, xong rồi. Đi vòng vòng kiếm luôn nè các bạn. Ồ, đây nè. Anh. Rồi, hái đi. Anh đi, anh kiếm mà. Ồ, cái này bự lắm á. Ồ, bự thì chờ anh. Thôi rồi, thấy không? Hình như cái này bự nữa nè, bên đây nè, u nè. Bên đâu? Đây hả? Ừ. Có không? Không phải. Rồi, vậy thì không phải thôi. Dạ. Yeah, ra các bạn. Ơi. Đó, mấy anh em. Trời ơi, đậm lắm vậy. Bò như nó hái, bỏ đống đống vậy đó các bạn. Quá wow, chừng luôn rồi. Rồi, gom vô đi. Ok. Rồi, cố đi qua hái nằm xốp lóp luôn rồi kìa. Đây nè các bạn, dục quá, đóng đóng như thế này. Hái mê gì đâu. Đầy rổ nữa. Đầy rổ nữa. Nãy mình phải đem cái rổ bự một chút. Mà cái lần này mình có đem cái bịch. Có cái bịch.
thịt ở trong trong vỏ anh á. Đó, làm vô mấy cái bự nè. Rồi, sức miếng này. Rồi, bỏ vô luôn đi đi qua chat. Rồi, mỗi đây nhiêu đây này? Còn đầy nữa nè. Rồi, lỗ này vô. Có con đó u sao đứt em á em? Đâu? Thôi lụm đây, lụm lên. Đây nè các bạn, u chỗ này nè, để mình hái cho. Nó một tay hơi cực một chút nha. Rồi, giải rồi. Đi giải đây. Rồi giỏi rồi, nhanh ta. Nè cái này lấy đồ không? Giải rồi nè. Đấy. Đây được một trái nè các bạn. Ô, chỗ này nữa nè. Hái chắc. Chỗ này mấy cái này hái đi. Một tay khó hái quá. Nè, đây nè. Đến đây. Một tay khó hái quá. Cần em giúp không? Coi chừng bể á. Mày bỏ này vô luôn em ơi. Nhiều không? Rồi, cái bên này nữa, hai luôn. Nhỏ mà, được mà. Ok. Rồi, bỏ vô luôn. Nhỏ rồi. Sắp đầy rồi. Chứ nhanh lắm á. Cái này vô luôn nè. Phải không? Ồ. Cái này nãy anh quỳ gói mà. Ôi, nó có sẹt không? Sắp tối rồi đó. Nhanh lắm á. Rồi, bỏ vô luôn. Rồi bây giờ đi xuống. Vừa xuống vừa kiếm. Công nhận đi tìm nấm nó mau hết giờ thấy sợ luôn. Mới đi vô xíu 3 giờ rồi các bạn. Mà hơi là mùa này trời nắng á, cho nên nó cũng còn sớm khi mà 3 giờ. Chứ mỗi khi mà mình đi hái nấm tùng nhung á, 3 giờ là tới thui rồi đó. Này cũng khô quá, không có. Vừa đi xuống, xong rồi mình vừa đi coi cái có không. Rồi đi về luôn. Thôi mình đi qua mấy bên đây đi. Đây là trái. Chỗ này rêu ẩm quá nè. Mà không có. Hồi đó cũng không có nấm mà. Mầm gà ở đây.
xuống đi đắt lên tới chỗ kia nó cao. Có cái nấm bự quá nè anh. Đâu? Hả? Đó đó. Ồ, thấy rồi. Ồ, bự, không biết phải nấm bự không? Thường thường u bự thì nấm nó bự. Không ha. Nè. Ở đây nữa nè, phải không? Ồ, hình như nó phải không? Đây không? Không phải. Đây nè, đây nè. Như bên trước nó cả. À, trước thì nó lòi rồi. Ngon quá nè. Qua đây coi. Thấy ô này mà không em. Không chắc lắm. Phải không? Thử coi, mò mò đi. Phải. À, ở trong coi, đó. Không phải luôn rồi. Vậy thôi, tới luôn. Đây nữa nè anh ơi. Cái này nãy mình đi xuống đó. Ồ, phải không? Ừ. Xuống đầu tiên đó. Hồi nãy để lát mình xuống mình về mình ghé. Wow, khá là ngon nè. Ở đâu nữa ta, nãy mới thấy. Ở đây nè anh, trước mặt nè. À, cái này nhiều cao. Vô trong rồi. Em nhỏ đó. Này có cái trong đây luôn rồi. Đây nè. Đâu? Đây nè. Chuồng anh nhắm bán cà lẹm đó. Bán cà lẹm ở đây có nó cả. À, mới vô đó các bạn. Đi đợt sau này nhanh lắm. Mới vô tại vì gặp ổ. Bèo u nữa anh ơi. Đâu? Vậy mà không thấy. Đấy, chắc mà có. Hai cái luôn á. Cũng ngon hết. Còn nào nữa không?
coi chứ nhìn gần gần thấy đây được nè, phải không? Thử coi. Có hình như nó đó. Thấy à? Ừ. Cái này giống nắm 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 luôn ha. Trắng nõn à. Ủa? Sao? Không, không phải nắm con gà nè. Ồ, nắm gì? Ồ. Nắm độc. Nắm độc á các bạn. Cái này giống như nắm trùng nhung mà nắm độc á. Kế bên này hữu u. Thử cho ngon ra. Đó đó. Không phải. Cái này nắm nắm độc nè. Ở dưới nè. Rửa tay. Thì vô đây mấy anh em mình gặp mấy cái ổ mồng gà các bạn, cho nên hái một chút xíu là đầy cái rổ. Bây giờ thì cũng đã xế chiều rồi, thì sửa soạn ra về cũng ngon hai em ha. À ngon, tại vì vô đây mấy cái nấm bự bự nên cái nó đẩy vỏ mau mà đỡ đó các bạn. Mình đi ở đây thì nó cũng gần với cái nấm này, nó nhẹ đó, sách nó đỡ. Chứ cái này mà gặp trời mưa sách không nổi luôn á. Cái này gặp trời mưa đâu là hái. Không phải không có tùng nhung cũng phải hái con gà chứ bộ. À thì rồi đi còn là hái tùng nhung không, cái này đi ngang qua chê không trời hái. Rồi hồi năm rồi đi. Năm rồi đi lên thì thấy mấy cái nấm con gà ngon quá cũng hái, hái xong rồi lên trên núi gặp tùng nhung cái thôi. Dục. À, để lại gốc đó ai muốn lụm lụm, nhiều khi đi cũng thấy người ta để lại mình cũng lụm luôn. Nếu mà mình không có nắm tùng nhung mà đi mưa giờ anh thấy đó, đói bụng quá em. Đói bụng thì nãy giờ lên đây chút, lên cũng chút xíu rồi các bạn, mà gần nữa thì kiếm được mớ và cũng nhiều ghê. Cái này mà đi gặp ổ thì nhanh lắm, nhanh à, tại vì nó bự nè. Mà cái này là hên là tại vì nó không, lúc này trời nắng nó không có, cũng như nó chưa có nở ra đó. Nếu mà nó nở ra thì thôi, cái này còn hai rổ này còn đựng không đủ luôn á. Ừ. Với lại cái bây giờ cái nấm nó nhẹ các bạn, tại vì nó không có bị mưa đó, nó không có nông nước vô trong. Nếu mà trời mưa cái nấm nó rất là nặng. Ừ, thì bây giờ thì mấy anh em mình đi về coi đói bụng không? Đói bụng rồi. Đói bụng nữa. Anh thích ăn ngoài trời. Đói ngoài trời. Chắc kiếm chỗ nào ghé nấu đồ ăn ha. Ừ. Nhất là ăn với cái nấm mà mình mới hái nè. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Xin chào. Bye bye DIY chat. Ok, bye bye các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video hái nấm lần tới ha. Hay là video làm giường của hai vợ chồng mình. Hay là của DIY chat. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Ha ha ha.